Thưa quý vị và các bạn, tại mỗi cuộc thi, mỗi kỳ liên hoan, mỗi cuộc vận động sáng tác về văn học nghệ thuật được tổ chức là cơ hội để các văn nghệ sĩ sáng tạo thể hiện năng lực của mình trong hành trình đến với con đường nghệ thuật. Trong mục Đời sống văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với họa sĩ Đặng Thiện Trân, người vừa giành được huy chương bạc tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 30 năm 2024. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Tĩnh với sự tham dự của 6 tỉnh thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với chủ đề Đất và người Bắc Trung Bộ hội nhập và phát triển. Tại liên hoan lần này, ban tổ chức nhận được 950 tác phẩm của 140 tác giả. Qua các vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn 105 tác phẩm nổi trội để trưng bày tại triển lãm và xét giải. Ban tổ chức đã trao 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 5 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải. Tỉnh Hà Tĩnh vinh dự nhận được 1 huy chương bạc cho tác phẩm Nối nhịp bờ vui của họa sĩ Đặng Thiện Trân và 1 giải khuyến khích cho tác phẩm Đêm lung linh trên thành phố trẻ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải. Trước hết thì xin được chúc mừng họa sĩ Đặng Thiện Trân đã giành được huy chương bạc tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 30. Anh có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình ngay lúc này cùng chương trình được không ạ? Lần đầu tiên tôi được cái giải huy chương bạc khu vực Bắc Trung Bộ, rất là lấy làm vui mừng. Tổ chức triển lãm tại quê hương tại Hà Tĩnh và của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ nên số lượng tham gia cũng tương đối đông đủ nhiều. Và trong cuộc triển lãm này thì có 1 giải vàng và 2 giải bạc, 3 giải đồng. Thì tôi là một tác giả tại địa bàn thì cũng rất là vinh dự và cũng niềm vui chung của anh em nhiếp ảnh Hà Tĩnh. Vâng, đây là liên hoan có cái quy mô tổ chức lớn với 6 tỉnh thành tham dự gồm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nên khi được vinh danh là một niềm vinh dự lớn, phải không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về cái tác phẩm ảnh đã đạt giải của mình ạ? Cái tác phẩm mà tôi được đạt giải đó là tác phẩm Nối nhịp bờ vui. Cái tác phẩm này là tôi chụp về câu cửa hội, ảnh bộ. Trong cái quá trình theo đuổi tác phẩm này thì thời gian từ thời gian khởi công cho đến hoàn thành. Qua quá trình tác nghiệp thì anh em chúng tôi với một anh bạn đồng hành thì thường thường sáng dậy 3 giờ sáng thì đã đi từ Nghi Xuân, đi vòng sang Vinh, vòng quay về cơ hội để tìm những cái khoảnh khắc, nhất là bình minh, những cái khoảnh khắc như những cái hoàng hôn, phải chờ đến nước to, gió lặng thì chúng tôi mới chụp tìm những khoảnh khắc đó. Xây dựng cái câu thì đó là cái niềm vui của nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Gần đây nhất đó là ảnh gần ngày 30 tháng 4, cái câu được trang trí đèn. Thì mặc dù chưa xong, nhưng mà cũng có cái hay là cái khoảnh khắc của tôi chụp lúc chưa xong, chưa gần xong, thì nó cũng có một cái nhịp điệu của ánh sáng thì tạo nên cái cảm xúc hơn. Nhiều khi nói trong cái nghề, nhưng mà lúc ánh sáng nhiều quá, sáng quá, rực quá thì chứ hẳn là đẹp cho, mà nó có một cái gì đó, nó lúc nó có nhịp điệu lúc sáng tối thì nó có một cái chụp ấn tượng hơn. Vâng, có thể thấy là chụp ảnh nghệ thuật Nối nhịp bờ vui được thực hiện rất là công phu với nhiều bức ảnh về cây cầu cửa hội được chụp với nhiều mốc thời gian và khoảnh khắc khác nhau. Vậy điều gì đã giúp anh hình thành nên ý tưởng của tác phẩm đạt huy chương bạc này ạ? Cái hình thành ý tưởng tác phẩm này thì nói thật là tôi chưa chơi ảnh bộ, qua một cái thảo luận trong nhóm anh em câu lạc bộ với nhau thì giúp nhau tìm hiểu về ảnh bộ. Và tôi đã mạnh dạn, bởi vì trước đây tôi chuyên chụp ảnh đơn thôi. Và tôi đã tìm lại những cái ảnh đã chụp và những quá trình mình chụp. Và để đi hình thành một câu chuyện của cái quá trình xây dựng câu cửa hội. Thì cái quá trình đó tôi đã tìm những cái khoảnh khắc, tìm chọn lọc những cái ảnh đẹp nhất. Và có thời gian rất dài, từ 2019-2020 rồi trở lại đây. Và những cái ảnh đó
thì phải đẹp, lại nếu tách ra thì những cái ảnh đó cũng ra một tác phẩm độc lập được, nhưng mà để ghép vào thì cũng ra một thành tác phẩm lớn. Thì đó là một cái nỗ lực và cùng một cái tìm tòi theo với của cái xu hướng, và tôi ít nhiều đã được ghi nhận, rất là vui mừng. Và vì sao anh lựa chọn câu chuyện của cầu cửa hội mà không phải là một chủ đề khác ạ? Vâng, tôi thì chụp rất nhiều mạng. Tôi thì chụp ảnh về quê hương đất nước hay những làng quê. Tôi được sinh ra ở vùng đất Nghi Xuân. Cái thuận lợi là cái phong cảnh cũng rất là đẹp. Thực ra trong cái đợt triển lãm Bắc Trung Bộ lần này, tôi được 3 tác phẩm được chọn vào. Những cái tác phẩm Nỗi Nhịp Bơ Vui thì được huy chương bạc. Tổng hợp của cái những cái ảnh phong cảnh của tôi. Tôi chuyên chụp phong cảnh mà. Vâng, với mỗi bức ảnh được chụp là cái sự tâm huyết kỳ công, từ khoảnh khắc đến bố cục các khuôn hình trong nghệ thuật nhiếp ảnh, từ đó có thể truyền đạt đến người xem những cái thông điệp của tác giả. Và Kiều Anh thấy rằng là bộ ảnh được thực hiện từ lúc bắt đầu xây cầu cho đến khi hợp long và đưa vào sử dụng. Vậy thì trong quá trình theo đuổi đề tài này thì anh có gặp những khó khăn gì không ạ? Trong cái quá trình chụp ảnh về tìm những khoảnh khắc đó thì có những cái mà kỷ niệm cho tôi. Chẳng hạn như tôi đã đi đêm hôm này, từ 3 giờ sáng này, rồi chập tối này, bắt đầu mặt trời sắp lặn. Thì chúng tôi có mặt tại bến cửa hội. Thì có những cái khoảng, những cái buổi sáng tôi không có những kỷ niệm trong nghề, đó là tôi bị rơi vào vực. Thực ra là do mình cũng đang còn là chưa có kinh nghiệm lắm, đang có gì đó đang hào táo, chưa quan sát được cho kỹ. Bởi vì cái chụp ảnh thì nói thực là cũng nhiều khi phải liều, phải nhanh, nhưng mà nhanh quá hay liều quá cũng rất nguy hiểm. Thì đó là cũng một kinh nghiệm cho một cái nghề nhiếp ảnh mà tôi theo đuổi. Được biết anh xuất thân là một họa sĩ và cũng đã giành được nhiều giải thưởng về mỹ thuật, như là giải khuyến khích tại triển lãm mỹ thuật khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức năm 2023, hay là giải C, giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ 7, giải khuyến khích tại giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Vậy thì giữa hội họa và nhiếp ảnh có cái sự tương đồng như thế nào thưa anh? Giữa nhiếp ảnh và mỹ thuật thì có một sự tương đồng rồi. Từ bố cục, rồi đường nét, mạng khối thì nó rất là tương đồng. Gần như là hai cái thì cũng là trong cái mảng nghệ thuật thẩm mỹ, nghệ thuật tạo hình. Trong cái nghề của tôi thì trong mỹ thuật đã giúp cho tôi thì tìm những khoảnh khắc, cái bố cục ảnh nó chắc chắn hơn, nó hài hòa hơn, và hình thành những ý tưởng rồi. Và mỹ nhiếp ảnh là giúp tôi tìm những khoảnh khắc, ghi chép lại những mà cái gì mà mình cần để làm tư liệu cho mỹ thuật. Và từ kiến thức của mỹ thuật tôi áp dụng cho nhiếp ảnh. Và hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Vậy thì cái cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật nhiếp ảnh? Cái nhiếp ảnh thì nói thật là tôi lúc đầu mua máy ảnh thì để chụp tác phẩm. Tại vì cái lúc tránh mình rẻ ra thì cần phải biết cách chụp và có cái máy ảnh cho có dung lượng cho tốt thì chụp nó mới rõ được đường nét mảng khối của cái tác phẩm mình. Nhưng dần dần thì tôi lại đi chụp ảnh thì thấy nó hay mà lôi cuốn, thu hút đam mê của mình. Và thật may mắn, 2016 là lần đầu tiên tôi tham gia cái giải du lịch Hà Tĩnh thì tôi được giải B. Thì từ đó cái động lực giúp tôi thêm về đam mê trong nhiếp ảnh. Vâng. Vậy thì trong quá trình tác nghiệp thì anh có những kỷ niệm đáng nhớ nào ạ? Tôi có một cái kỷ niệm đáng nhớ để đời. Đó là lần tác nghiệp ở khu cầu cửa hội. Tôi với anh Đầu Hà cùng đi tác nghiệp. Tính tôi cùng nói cùng rất chia cẩn thận, đại dàn anh Đầu Hà là đội mũ bảo hiểm vào, mặc dù chụp ảnh nhưng phải đội mũ bảo hiểm vào. Và tôi dàn xong thì tôi đi thấy người ta đang lao động sản xuất đó, mà cái hình ảnh bóng nước rất là đẹp, long lanh vào một buổi sáng, nhìn thấy thế vừa cẩn thận đi, nhưng mà không ngờ đó cái do cái thủy triều lên xuống thì có cái rêu rong ướt của cái mặt băng của cái mặt bê tông đó.
thì tôi xuống thì nó đập ngã. Và may mắn là tôi thì có đội mũ bảo hiểm, nhưng mà cái mũ bảo hiểm toé đó, nhưng mà tôi bị chấn thương ở mặt, và cũng có một cái may mắn là nó trôi dần xuống vực nhờ cái mũ bảo hiểm mà tôi tỉnh, tôi bò lên được. Và từ đó thì cái kỷ niệm đó thì thật là đúng là nhớ đời, và để giúp cho mình có một cái kinh nghiệm để sau này mình đi đâu thì cũng cần phải thận trọng và cẩn thận. Vâng, qua chia sẻ của họa sĩ Đặng Thiện Chân thì có thể thấy rằng là để có được những cái tác phẩm nghệ thuật, ngoài sự say mê tâm huyết thì còn là những hy sinh với nghề. Vậy thì nghệ thuật nhiếp ảnh đã có cái sức cuốn hút với anh như thế nào để anh theo đuổi cho đến tận bây giờ ạ? Tôi là một giáo viên, vừa là một họa sĩ. Thì nói như là lúc đầu tôi nói đó là mua máy ảnh để hỗ trợ trong mỹ thuật. Nhưng mà từ đó thì từ cái máy ảnh ấy tôi thấy cái ánh sáng rồi màu sắc thu hút tôi, lôi cuốn tôi, và gần như ngày nào tôi cũng đi chụp ảnh. Sắp xếp thời gian thì sáng đi dạy, buổi từ bình minh 4 giờ sáng tôi đã chạy ra biển để chụp những cái cảnh của bình minh lên. Rồi chiều bắt đầu mặt trời khoảng độ 4 giờ thì tôi lại ra sông Lam để tìm những cái khoảnh khắc của quê hương mình, những cái cảnh lao động hay là những cảnh thuyền bè hay là sông nước. Dần dần thì tôi thấy là không ngày nào mà tôi thấy trời đẹp, ánh sáng đẹp và tôi ngồi trong nhà không hề yên. Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh khá muộn so với những bạn bè đồng nghiệp khác, nhưng mà họa sĩ Đặng Thiện Chân đã giành được một số giải thưởng ấn tượng. Anh có thể chia sẻ thêm cho khán giả những cái dấu mốc đáng nhớ trong hành trình gắn bó với nghệ thuật ánh sáng này ạ? Trong cái quá trình chụp ảnh thì tôi cũng gặt hái được một số thành công nhỏ, nhưng cũng đó từ đó những cái thành công đó, những cái ghi nhận của những cái giải thì giúp tôi cái động lực sáng tác. Đầu tiên là cái giải du lịch Hà Tĩnh, rồi những cái giải về vẻ đẹp Việt Nam ở đài truyền hình. Những cái dấu ấn đó thì để tạo cái niềm vui cho tôi, nó ghi nhận cho mình. Thực ra mà nói thì đi nhiều, gia đình cùng vợ con, bố đi đâu suốt ngày như thế, nhưng mà thực thì cũng có cái về để khoe với vợ con, tạo điều kiện cho mình đó đi cho thoải mái hơn. Là một giáo viên dạy môn mỹ thuật tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Nghi Xuân, bên cạnh công việc chuyên môn bận rộn thì anh có cái sự cân đối thời gian như thế nào để dành cho nhiếp ảnh và hội họa? Là một giáo viên thì trước tiên mình phải thực hiện đúng cái chương trình theo khóa biểu, kế hoạch của nhà trường đề ra. Thì còn thời gian còn lại thì những ngày buổi chiều hay là sáng tối, thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ dùng cái thời gian đó cho nhiếp ảnh và mỹ thuật. Thì thường thường á thì tối sáng, buổi sáng thì đi dạy, buổi chiều thì đi chụp ảnh, rồi đêm về có thể là vẽ tranh. Thì đó là cái thời gian để là ăn hài hòa cho mà phù hợp với công việc của mình. Chứ bên ngày thì phải đi chụp ảnh, nhiều khi chụp cả chập tối hay là mơ sáng thì cũng cái phù hợp với cái thời gian để mà ánh sáng đẹp nhất. Vừa là một người thầy giáo, một họa sĩ, một nhiếp ảnh, những người học trò của anh có cái cảm nhận như thế nào, và anh đã có những cống hiến gì hoặc là có thể áp dụng những cái môn của mình để có thể dành cho nhà trường của mình không ạ? Trong cái chuyên môn của mình là bên của tôi là mỹ thuật, thì tôi cũng đã tổ chức học sinh triển lãm tranh, thì vẽ tranh, hay là tôi tổ chức triển lãm ảnh cho học sinh, trao giải cho học sinh chụp ảnh bằng điện thoại, rồi hướng dẫn các em tìm bố cục. Tìm cái ánh sáng nào đẹp nhất, bố cục như thế nào, góc cạnh cắt như thế nào. Thì ít nhiều học sinh cũng tạo cái niềm đam mê nhiếp ảnh. Là người đã có nhiều dấu ấn trong cả nghệ thuật nhiếp ảnh và hội họa, được giới chuyên môn, bạn bè đồng nghiệp ghi nhận, điều này trở thành cái động lực như thế nào cho anh trong hành trình đi tới với những đứa con tinh thần của mình ạ? Tôi thì được cái may mắn là bạn bè bên mỹ thuật cũng rất đông, và nhiếp ảnh cũng rất nhiều. Anh em nhiếp ảnh mỹ thuật thì nó gần như là có một cái gì đó gần nhau, đồng viên nhau với cái tất cả, vì nghệ thuật có thể là giúp nhau. Người chưa có kinh nghiệm thì người kinh nghiệm có thể truyền đạt lại một số những cái kinh nghiệm của mình cho nhau, thì tạo sự đoàn kết, tạo ra sự cùng giúp nhau cái sáng tác
cho cái tác phẩm nó đẹp hơn. Bởi vì thực ra cái nhiếp ảnh như tôi thì có được phải đào tạo bên nhiếp ảnh đâu, thì có từ mày mò và học hỏi bạn bè anh em, từ những cái người đam mê như mình thì có những cái gì khiếm khuyết để bổ trợ cho nhau. Thì rất là vui mừng là mình là một người để vừa nhiếp ảnh vừa mỹ thuật, thì tôi thấy là một người nghệ sĩ thì có những cái đó nó hỗ trợ và giúp mình cứ mãi đam mê, mãi theo cái bên nghệ thuật. Một lần nữa thì xin được cảm ơn họa sĩ Đặng Thiện Chân cùng với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và xin được chúc cho anh sẽ có nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà anh đã lựa chọn.